một sáng mùa xuân bầu trời đầy én bay một người từ hai ngoài quay về cô hương mang theo nỗi khát khao về một nhịp câu mang theo nỗi ước mơ về kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Gia đình và fan góc nhìn Hoàng Duy Hùng ngày 14 tháng 5 năm 2021 Câu chuyện hôn nhân tan vỡ giữa hai ông bà Bill Gates và bà Melinda Gates Và vì họ quá giàu rồi họ là những người làm việc thiện nguyện lớn nhất thế giới Nên tất cả truyền thông của nước Mỹ và thế giới theo dõi vụ hôn nhân của ông bà rất kỹ và bây giờ nhiều câu chuyện cứ si ra mỗi ngày một chút, à, người ta không gọi bà Melinda French Gates nữa mà bà họ chỉ gọi tắt bà là bà Melinda French thôi. <laughs> Năm 2019 thưa quý vị, bà Melinda French lúc đó đó trả lời cho tờ The Business Insider thì họ hỏi bà về cuộc sống hôn nhân của bà với ông Bill Gates thì bà lúc đó còn đang đóng kịch nên bà mới tả cái cảnh như sau và nói rằng là ông Bill Gates ông rất là ủng hộ tôi very supportive vợ chồng chúng tôi đã ăn cơm tối xong còn là do the dishes together hai bên nó còn là hai chúng tôi chia nhau ra để là rửa chén nữa cái chuyện đó tôi không có tin nha Rửa chén là những nhà giàu Như họ không có ai rửa chén hết đó. Có người làm hết đó, Nhưng mà đóng kịch không? Bà nói là My husband incredibly supportive of me không? Xong rồi là We did the dishes together Every night To keep the partnership equal không? Chúng tôi làm rửa chén Chung với nhau mỗi một đêm để cho cái sự cái uh, đưa tương tác đó, nó được đồng đều cái này là đóng kịch rõ ràng không nhưng bây giờ thì chuyện nó khác rồi nó lộ ra rồi nó lộ ra thì khi mà ông Bill Gates trọng đi chơi golf đó, với uh, các bạn thân của ông ông nói rằng là cái cuộc sống hôn nhân của ông với bà Melinda là đã từ lâu chứ không phải bây giờ từ lâu nó không còn có cái ý nghĩa gì nữa hết, nó không có một cái hương vị của tình yêu nữa, hai người đã không còn có cái hương vị tình yêu, ông dùng cái danh từ là loveless, không có cái hương vị tình yêu nữa, à, và ông nói rằng là ừ, ông ở ở xa bà, coi như là hai bên trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng mà có hai cuộc sống riêng tư từ lâu lắm rồi và theo các báo chí của Mỹ là ông Bill Gates ổng ở cái căn hộ à, cái biệt thự 12 triệu rưỡi ấy, à, ở à, cái chỗ nó gọi là Vintage Club của ông ấy, cái nơi mà gọi là câu lạc bộ rượu nho của ông ổng ở đó riêng một mình nhiều năm nhiều tháng mà không cần có bà Melinda bên ngoài họ đi đâu đi đó có công việc gì để mà gọi là để trình diễn ấy thì họ làm giống y như là một cặp vợ chồng thương nhau nhưng bên trong thì không còn có hương vị tình yêu từ lâu lắm rồi thì họ nói như vậy báo chí của mỹ họ phân tách là không có hương vị tình yêu lâu lắm rồi nhưng mà hai người vẫn phải đóng kịch và đáng lẽ đó cái cuộc hôn nhân là phải bị tan vỡ và được chính thức là ly dị vào tháng 3 năm 2021 nhưng là vì bà mà Linda bà muốn cái gì đó thêm uh, cho cái căn hộ riêng của bà ở tại Seattle cho nên nó đợi cho đến tháng 5 mới công bố à, như vậy thì uh, họ mới công bố vào ngày mùng 3 tháng 5 thôi quý vị à, họ công bố vào ngày mùng 3 tháng 5 thì bà mấy bà Melinda nói đó là cuộc hôn nhân 27 năm của bà đó là không thể nào mà hàn gắn lại được cuộc hôn nhân 27 năm của bà bây giờ nó đã bùng nổ ra như vậy là không thể nào hàn gắn lại được và tiếng anh nó gọi đó là irretrievable broken irretrievable broken không thể nào hàn gắn được nữa nó cay đắng nó chua chát đến với nhau bằng tình yêu và ra đi bây giờ đó là một cặp, người ta tưởng nó là một cuộc cặp tình nhân đẹp nhất trên thế giới, giàu có. Thì cuối cùng ra bây giờ nó là nó cay đắng. Nó không thể nào mà quay lại được, không thể hàng gắn nổi. À, bà nói rằng là bà thú nhận, bây giờ bà mới thú nhận với tờ Business Insider đó là cái năm 2019 bà nói khác, bây giờ bà phải thú nhận là hôn nhân của bà là một hôn nhân đã gọi là không có mùi vị nữa từ lâu lắm rồi hai người đã ly hôn tức là ở ngoài á là là vợ chồng nhưng mà bên trong đã ly thân rồi separate từ lâu lắm rồi thì cũng có những cái tin đồn mà như tôi đã nói rằng là Ông Bill Gates thì thương cô thư ký dịch tiếng tàu, tiếng quan thoại cho ổng, rồi vân vân. Nhưng mà đó là tin đồn hết thưa quý vị. Đó là tin đồn. Chưa có gì mà xác thực hết. Chỉ biết rằng là hai người không ở với nhau là không phải một hai năm, mà đã rất là nhiều năm rồi. Mà mỗi một lần mà ông Bill Gates, mà ông nói cái gì đó đó, thì bà, bà Linda Gates đều theo dõi. Nhưng mà một chi tiết của bà Melinda Gates bà tiết lộ đó làm người ta cũng chú ý cái việc này. Đó là bà nói rằng là trước đây đó bà đã nói với ông Bill Gates là hãy cẩn thận với ông Jeffrey Epstein. Cái ông Jeffrey Epstein là cái ông mà có cũng là tỷ phú, chuyên môn có những cái chiếc máy bay có các cô trẻ dưới vị thành niên nữa. Rồi người ta cũng đã đồn ông có đã chở những vị mà cựu tổng thống như là cựu tổng thống Bill, Gates, uh, cựu tổng thống Bill Clinton vân vân và rồi ông mới chết trong tù một cách cái cái chết rất là bí ẩn ở trong tù ở New York mà năm ngoái thưa quý vị đó là ông ông Jeffrey Epstein thì bà mới nói rằng là bà đã cảnh báo ông Bill Gates là chớ có mà gặp gỡ hay là quen biết gì với ông Jeffrey Epstein, đừng có liên hệ gì với ông Jeffrey Epstein, vì ông ấy không có tốt. Tên là bà nói là bà cảnh báo như vậy. Nhưng mà đó, bạn cho rằng là hình như có chuyện gì đó ông Bill Gates vẫn có liên lạc với ông Epstein, vẫn có liên lạc. Tôi không biết cái sự liên lạc này là như thế nào. Để đi ăn chơi ông Bill Gates trong đâu cần cái chuyện có ông, ông Jeffrey Epstein ông mới đi ăn chơi được ông là còn giàu hơn ông Jeffrey Epstein bao nhiêu ngàn bao nhiêu lần nữa mà nên là nhiều khi hôn nhân không được ấy đó thì là đặt nhiều cái chuyện nghi ngờ nghi vấn tùm lum hết là cây cú thì đây là một cái chi tiết bà đã mới tiết lộ thì bà tiết lộ chi tiết này thì bắt đầu người ta xem thử À Coi chừng Ông Bill Gates có cái gì nào đó Với gọi là con nít hay không Hay là với cái gì đó Với các cô trẻ đẹp hay không Bây giờ thì họ sang tin cái này dễ sợ lắm thưa quý vị Đây là tin bà Melinda Gates tiết lộ Cho tờ Business Insider Nên bây giờ họ sang tin Sang tin rất nhiều Về cái câu chuyện Có xem thử rằng là Ông Bill Gates này là một ngoài Ngoài cái hình ảnh của một nhà tỷ phú Và là một nhà đại thiện nhân đi Thế thì ông có còn và có một cái gì đó bí ẩn đằng sau hay không Để rồi bà Melinda Gates phải thốt lên câu nói rằng là Tôi đã cảnh báo ông đừng có liên lạc với ông Jeffrey Epstein <laughs> Thưa quý vị chúng ta sẽ theo dõi câu chuyện của hai ông bà Nó không có đơn giản như vậy nữa Nó còn nó sẽ không chấm dứt nơi đây mà báo chí của Mỹ và nó họ họ rất là nosy rồi tức là họ rất là xí mũi vào rồi không có đơn giản nữa họ theo dõi họ theo dõi từng theo dõi hai ông bà từng ly từng tí rồi lén chụp hình đủ trò đủ kiểu hết bây giờ là thì làm người nổi tiếng như hai ông bà cũng khổ lắm thưa quý vị cơm lành canh ngọt không sao cơm không lành canh không ngọt thì họ theo dõi sát nút xem thử có một cái gì nào đó là tung tin ra ngoài đó là thông tin của tôi về câu chuyện ông Bill Gates tiết lộ với các buddy, những bạn thân của ông ở trong câu lạc bộ đánh golf. Hôn nhân đã nguội lạnh từ lâu lắm. Và cũng sự tiết lộ của bà Melinda French với các báo chí nhất là với tờ Business Insider trước đây năm 2019 như thế nào và bây giờ lại tiết lộ khác như thế nào đó là thông tin và góc nhìn của tôi về vấn đề này chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi và hẹn gặp quý vị trong chương trình sau